Giá vàng hôm nay ngày 30 tháng 3 trên thị trường thế giới đi lên trong bối cảnh căng thẳng Nga và Ukraine tiếp tục tăng, giá vàng trong nước cố thủ ở mốc trên 81 triệu đồng lượng. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Chốt phiên ngày 29 tháng 3, giá vàng miếng 9.999 tại SJC thành phố Hồ Chí Minh là 79 triệu đồng lượng, mua vào và 81 triệu đồng lượng, bán ra. SJC Hà Nội niêm yết ở mức 79 triệu đồng lượng, mua vào và 81,02 triệu đồng lượng, bán ra. Doji Hà Nội niêm yết ở mức 78,8 triệu đồng lượng, mua vào và 80,8 triệu đồng lượng, bán ra. Doji thành phố Hồ Chí Minh mua vàng SJC ở mức 78,8 triệu đồng mỗi lượng, bán ra ở mức 80,8 triệu đồng lượng. Giá vàng trên sàn Kitco lúc 20 giờ ngày 29 tháng 3 ở mức 2.233 đô la ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 4 năm 2024 trên sàn COMEX New York giao dịch ở mức 2.234 đô la ounce. Ở thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu hôm nay ngày 30 tháng 3 được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều ngày 28 tháng 3 của Liên Bộ Tài chính, Công Thương. Theo đó, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu được điều hành theo hướng tăng giá xăng, giảm giá dầu. Cụ thể, giá xăng E5 tăng lên 23.620 đồng lít, giá xăng dầu RON95 lên mức 24.810 đồng lít. Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm còn 20.690 đồng lít, giá dầu hỏa giảm về mức 20.870 đồng lít. Giá lúa gạo hôm nay ngày 30 tháng 3 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long chững lại và đi ngang sau phiên điều chỉnh. Với mặt hàng lúa, giá lúa Đài Thơm 8 giao động quanh mốc 7.700 đến 7.900 đồng mỗi kg, lúa OM18 ở mức 7.700 đến 7.900 đồng mỗi kg, IG504 ở mức 7.400 đến 7.500 đồng mỗi kg, OM5451 ở mức 7.500 đến 7.600 đồng mỗi kg, lúa OM380 giao động 7.500 đến 7.600 đồng mỗi kg, lúa nàng hoa 9 giao động quanh mốc 7.700 đến 7.900 đồng kg. Riêng nếp tới Long An giảm 300 đồng kg xuống còn 7.700 đến 7.900 đồng kg. Còn giá gạo nguyên liệu IG504 giao động quanh mốc 10.150 đến 10.300 đồng mỗi kg. Gạo thành phẩm IG504 duy trì ổn định ở mức 12.800 đến 12.900 đồng kg. Bạn thấy giá cả thị trường hôm nay như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính, bất động sản nhé. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa.